Đoàn xe Wagner di chuyển về phía Moscow. Một đoàn xe của Wagner được nhìn thấy di chuyển về phía thủ đô Moscow sau khi bộ quốc phòng Nga thông báo hoàn tất việc tiếp nhận vũ khí của lực lượng này. Trang tin quân sự AviaPro ngày 13 tháng 7 đưa tin, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã bắt đầu quá trình tái triển khai trang thiết bị từ các trại dã chiến. Một đoàn xe dài được cho là của Wagner đã được nhìn thấy xuất hiện trên tuyến đường M4 dẫn về Moscow. Đoàn xe di chuyển dưới sự hộ tống của xe cảnh sát và không bao gồm các thiết bị quân sự hạng nặng. Theo các nhà quan sát, trong đoàn xe có một số xe mang biển Belarus, đây có thể là dấu hiệu cho thấy hướng di chuyển của đoàn xe. Tuy nhiên, thông tin này cần được xác thực thêm vì hiện tại không có tuyên bố chính thức nào về kế hoạch tái triển khai lực lượng Wagner hoặc điểm đến dự kiến của lực lượng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus đã công bố ý định tiếp nhận các đơn vị của Wagner trong tương lai gần. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 7 thông báo quân đội Nga đã hoàn tất việc tiếp nhận vũ khí, trang thiết bị từ các đơn vị của Wagner. Thông báo cho biết hơn 2.000 trang thiết bị, vũ khí đã được bàn giao. Ngoài ra, quân đội Nga cũng tiếp nhận hơn 20.000 vũ khí loại nhỏ và khoảng 2.500 tấn đạn dược. Trong số này, nhiều vũ khí chưa từng được Wagner sử dụng để tác chiến. Các loại vũ khí này gồm hàng trăm vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực, các loại, hệ thống phóng rocket đa nòng, pháo tự hành, hệ thống phòng không và các xe chiến đấu khác. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vũ khí trang thiết bị tiếp nhận từ Wagner sẽ được chuyển đến các khu vực hậu cần, nơi các đơn vị bảo dưỡng, sửa chữa sẽ tiến hành khôi phục nếu cần thiết để phục vụ tác chiến. Hôm 27 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị của lực lượng vũ trang quốc gia Nga sẽ nhận bàn giao vũ khí hạng nặng từ công ty quân sự tư nhân Wagner. Tuy nhiên, Moscow không nêu rõ liệu Wagner được giữ lại những vũ khí nào. Wagner hiện có nhiều vũ khí tương tự các lực lượng quân đội thông thường, bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không và máy bay tấn công. Wagner được coi là lực lượng then chốt trong hoạt động quân sự của Nga ở miền đông Ukraine, đặc biệt là cuộc chiến nhằm kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut. Tuy vậy, mối quan hệ giữa quân đội Nga và Wagner ngày càng bộc lộ những dạ nứt. Wagner cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga không đáp ứng đủ vũ khí khiến lực lượng này thiệt hại nặng nề trong trận chiến giành Bakhmut. Ông trùm Wagner Chekany Prigozhin, nhiều lần công khai chỉ trích giới lãnh đạo của đội Nga. Cuối tháng 5, ông chủ Wagner bất ngờ tuyên bố rút khỏi Bakhmut, bàn giao lại vị trí cho quân đội Nga. Wagner rút lực lượng về các trại dã chiến nằm ở biên giới ukraine Nga. Đến tối ngày 23 tháng 6, ông Prigozhin cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào trại dã chiến, khiến cho nhiều thành viên Wagner không qua khỏi. Ông này sau đó đã thông báo dẫn theo 25.000 lính Wagner để thực hiện cuộc tuần hành công lý từ chiến trường Ukraine vào vùng biên giới Rostov của Nga và hướng đến thủ đô Moscow. Trong vụ nổi loạn này, lính Wagner đã sử dụng xe tăng, xe thiết giáp, xe tải quân sự để chiếm sở chỉ huy quân khu miền Nam Nga vào ngày 24 tháng 6. Đoàn xe của Wagner sau đó tiếp tục di chuyển về hướng Moscow. Cuộc tuần hành chỉ dừng lại sau khi Wagner đã đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin. Theo thỏa thuận này, Nga hủy điều tra đối với ông Prigozhin và các thành viên Wagner. Đổi lại, ông prigozhin đồng ý chuyển đến belarus